rồi á bạn. Mà hôm nay cũng mưa quá trời bạn ơi, mưa tầm tã luôn á. Cái này mình đang trên đường xuống nhà anh Hải ở Moreno Valley á. Anh gọi mình, anh nói anh có mảng cầu mới về với lại mớ cây anh muốn bán lại cho cô chú anh chị, thì mình đang trên đường xuống nhà anh mình quay với nhau bạn. Mà mưa quá các bạn ơi. Nó để trong phone á là mưa sau 8 giờ là hết mưa. Mà mình thấy nè, các bạn thấy tầm tã không? Mưa quá trời mưa luôn. Không dám chạy nhanh tại vì không thấy đường luôn á. Không thấy đường lái luôn các bạn. Quá ghê. Ừ, hello anh Tấn. Ngày mưa bão này nó lạnh quá ha, nó quýu luôn á. Trời mưa gì tội nghiệp những người mua bán cây cối với lại mảng cầu như tôi nè ông Tấn ơi. Nursery đây nè. Bạn thấy mưa không? Mưa gió tầm tã. Mưa gió tầm tã mà anh tới đây. Anh Hải thì mình chỉ còn lại 30 phao thôi anh Tấn. Này là cái 30 phao này là chỉ là mảng cầu do Thái Xanh. Do Thái Xanh. Của, ở nhà của anh Hùng rất là ngon. Yeah. Do Thái này rất là dai. Yeah. Cái vị có vị thanh với lại nó hơi có chua chua mà nó chua chua ngọt mà nó dai ngon lắm anh Tấn. Anh cũng để lại 10 phao năng hả? Không, mà 10 phao này mình gửi cho cho má mình. Yeah. Hồi từng rồi mình gửi cho bà 10 phao ngon quá. Thì bây giờ mình nói để con tôi gửi cho má tôi 10 phao nữa. Đúng rồi. Tôi cứ để dành cho anh 5 phao nữa kìa để đem về ăn. Yes sir, thank you sir. À. Nhìn trái cũng bự ha. À, mà do Thái Xanh ở nhà anh Hùng chiếc này là rất là ngon nha. Yeah. Chỉ là nhà ảnh là chỉ là do Thái Xanh ngon, yeah. Bảo đảm ngon. Yeah. Nhưng mà ảnh có Úc nhưng mà không được xuất sắc, nhưng mà do Thái Xanh nhà ảnh là rất là ngon, quá ngon. Anh ăn chưa? Ăn rồi, dai mà ngon, mà ngon dễ sợ luôn. Chỉ có Úc là nó Úc của ảnh là Úc 1. Phút một của cô quê cũng rất là ngon nha. Đó thì mình do, không biết nhưng mà do Thái Xanh của nhà anh Hùng là không dai ngọt đúng không? Dai và ngọt không thể nào mà chê được. Có vị chua chút xíu đúng không? Đúng rồi, bởi vì tôi lấy còn 40 phao. Yeah. Tức là 30 phao là tôi sẽ gửi đi cho khách. Yeah. Còn còn 10 phao tôi gửi cho má tôi. Dạ là... bữa hổm anh gửi cho anh 5 phao đây nè. Nó. Nhưng mà bây giờ anh nói là bây giờ anh còn lại là 30 phao đó. 30 phao thôi thì bao nhiêu vậy thôi? Ờ 30 phao giờ anh bán phao nhiêu? Thì bây giờ nếu mà tới đây pick up thì 15 đồng, dạ. Gửi đi thì 18 đồng shipping luôn, mình gửi bao shipping luôn. Mà 18 mấy trái đồng. Này là mấy trái no tròn không nha các bạn. Mấy trái này là thịt lắm á nha. Thì nó đã chín quá tới độ để ăn rồi. Với lại mấy trái gì anh ăn rất là ngon, nó thịt không đúng à. Rồi mấy cái lựa bản cầu các bạn phải lựa mấy trái no tròn gì nè. Đúng đừng rồi có méo. Mà anh thấy không đã đúng không rồi. Tròn do mà nó vàng luôn đúng không, đừng có méo giờ ba phao thì 30 phao thì ba gửi chừng 3 người khách ở xuyên bang là hết rồi. Đúng rồi thì cái này cũng là mảng cầu cuối mùa luôn. Cuối mùa luôn rồi mình nghĩ bây giờ cũng khó có khó lắm anh Tấn ơi. Còn còn nhưng mà ít thôi anh Tấn coi nè, trái tròn mà nó no đều tròn. Luôn anh không no cái này tròn phao mấy lên ha phao mấy em nghĩ con trái này trên từ một phao trở lên không thì nó đúng rồi đây các bạn trái cũng to nè. Yeah, mà anh lựa từng trái trên cây luôn á anh Tấn. Mấy trái này là anh mở giùm em cái trái này ra. Yeah, đã mà ổng kỹ không, bao bọc mình kỹ mà ổng còn kỹ hơn mình nữa nè. No tròn ha, no tròn cũng không đã ha. Mà do Thái mà nếu mà ăn ngon ha anh Tấn, nó dài mà dài với lại nó ngọt thanh anh. Tôi còn 3-4 trái nó chín rồi, anh muốn ăn review hả? Review không, tôi đem tôi mà nó có mấy cái loại như cái loại bữa hả mình đi xuống như San Diego cái chị cô tươi cho tôi còn mấy trái nữa kìa, nó chín hết rồi tôi bỏ tủ lạnh kìa. Nhưng nàng thử ấy. Rồi có một trái mảng cầu Lisa Price á. Thôi thử Lisa Price thử coi. Thử Lisa Price ha. À. Nha, tôi rồi. Nha, yes, anh đợi tôi nha. Yes sir. Thì anh muốn quay này xong luôn hả là ok. Hay là mình hả? Ăn ấy xong đi. Mấy trái này mấy trái quá to luôn nha các bạn. Xem nè. To tròn mọng nước. Quá đã ba. Mảng cầu mình khoái nhất là mấy trái như vậy nè, ăn là thịt không luôn á. Thế mình xé cái bao ra cho các bạn xem. Đây các bạn. Trái đã ha.
Mấy trái gì đó ăn là khỏi chê các bạn ơi. Với là anh Hải có mớ cây anh Hải muốn bán nè. Anh Hải có ổi ruby Đài Loan không hạt, bưởi da xanh, với lại nhãn nhãn Hawaii, nhãn Hawaii cây to nha, nhãn Hawaii cây to, bưởi da xanh, mặn tam hoa, mặn xanh đường, với chanh thái. À, bây giờ trái này là Lisa nè, anh còn nhớ quê, đúng không? Nhà của quê đúng không? Đó, cô tặng mình một trái. Đố anh trái này trái gì anh nói thôi. Ồ, cái này là kêu bằng Dream Nona. Ok, bây giờ hai anh em mình thử nha. Thử cái này là thử Dream Nona thử coi. Thử ha, bây giờ xẻ ra nha. Yes sir. Thường thường người ta nói nếu mà chín mình giật cái này ra là nó chín không? Cái đó đúng không? Là mình giật thử nha. Không đúng. Không đúng, không đúng rồi thôi. Wow. Trời ơi, hộp hộp không có hộp luôn không tức. Cái này. Wow, Dream Nona nè các bạn. Cái này nhà của cô quê á nha. Dạ yeah, bây giờ nó đẹp dễ sợ, trắng tươi mà đẹp ha. Em ăn khúc cho biết thôi nha. Sáng giờ tôi chưa ăn cơm, mình chưa ăn sáng gì, hai anh em mình ăn cái này ăn sáng đi. Wow, không có hộp cắt mà không đụng hộp. Không đụng hộp luôn anh Tuấn cái nè. Dream Nona nha các bạn, nhìn trắng phao luôn á. Wow. Thôi, anh em mình thử coi. Thôi bây giờ tôi mời anh nè. Thôi em thử khúc nhỏ thôi. Ha, bây giờ tôi quay cho anh ăn đèn cái. Ở, đi. Được. Hả? Được. Lâu lâu để tôi làm được, YouTube bận bữa đi. Em quay cho. Gì xưa? Dạ. Vậy mà giờ thử coi. Cắt không đụng hột đó nha. Dạ, thử rồi nha. Giờ mời mời anh nha anh Tấn. Rồi ok mời. Thử nha. Ừ. Nó dai dễ sợ Tấn ơi. Không, cái này ngon. Quá ngon. Cái này lạ lạ. Tách muối ra luôn được luôn nè bà con cô bác ơi. Cái này. Lạ ngon quá anh ha. Không mà ngon ha. Dạ. Mà trái này là lần đầu tiên tôi ăn luôn nha ông Tấn. Không. Anh Tấn cái này, tách ra rời từng muối luôn. Ngon quá. Cái này mà nếu mà năm tới mấy nhà vườn mà có bán cho cô chú và anh chị cái này là chắc bán đã vậy ha. Quá ghép, ngon. Em đang ghép rồi được. Thì ông gắng ghép nhiều giống đi cái nha. Ngon quá. Cái này. Ừ, dài ngon thiệt ha. Không nó mềm mà nó đã lắm. Ừ, ngon. Nó không có ngọt quá anh Tấn không? Ừ. Rồi. Mãng cầu San Diego là hết ý. Cái vỏ nó chóc ra luôn nè ông Tấn. Hồi xưa mẹ em mua mãng cầu San Diego á. Ừ. Rồi ăn mà ai cũng ngon hết á. Mua của ai cũng chắc ngon. Thời tiết khí hậu á. Nhưng mà Santa Ana đâu có thua gì San Diego đâu anh Tấn. Santa Ana cũng gần biển dưới oxy đó. Không, tiền người. Tiền người chồng nữa. Tiền người chồng. Nhưng mà thì cũng tiền người chồng anh Tấn, nếu mà mãng cầu ở San Diego mà thì tùy theo người chăm sóc thôi đúng không anh Tân? Đúng rồi. Làm ngon quá hả? Ừ, ngon quá. Ngon thiệt. Sáng sớm mới ăn cái này vô đã. Đã thiệt, lạnh lạnh đã ha. Mà ăn cái này nó sảng phái. Vậy bây giờ anh thêm anh ăn đi, em ăn cái này đủ rồi. Thôi bây giờ thử thêm trái Lisa đúng rồi, đi. Đúng rồi. Giờ tôi cầm cho tôi không, quay. Không được rồi, em ăn. Ngon luôn. Rồi bây giờ xẻ này ra luôn nha anh Tân. Đúng rồi. Cái này anh chừa lại cho chỉ với bác gì ăn. Thì đó anh đem về cho bà xã anh đi. Ngon quá hả? Cái này là Lisa ha. Yeah. Wow cái này tức. Wow nó. Cái này. Quá đã luôn rồi. Không mình xẻ ra gì mình không thấy ít hộp mà anh thấy không? Nhưng mà cái taste của nó quá rất là ngon. Ừ. Nó tách này ra từng muối luôn nha, là cái thằng này tên gì anh Tấn? Dream Nona. Lạ quá ha. Cái này là anh Sơn anh nói nha các bạn. Cho mình không biết anh nói là Dream Nona. Thôi bây giờ anh nói chung quá ngon nữa. Anh 1/4 tôi 1/4 đi ha. Dạ sao? Còn nửa trái chút nữa anh đem về cho phu nhân của anh đi. Dạ sao? Ngon nhìn hấp dẫn quá. Ha. Dạ sao? Thì bây giờ anh ăn xong thì tôi quay cho anh. Ăn đi, anh ăn đi. Ăn đi. Thôi bây giờ tôi ăn trước nha, thử nha. Cái này anh Tấn. Không? Đã quá. Ngọt dễ sợ luôn Tấn. Ha? Không ngọt. Cái này nó, cái ly xà này nó ngọt hơn trái đó luôn á. Đúng rồi, nó ngon. Anh thử đi. Mỗi cái cái gì nó khác nhau anh Tấn ơi. Nè, anh bỏ lên đây luôn anh Tấn. Anh ăn thử đi. Thử đi. Ngọt thiệt anh Tấn. Em nói mừng quá. Không, ngọt, rất là ngọt. Được. Nhiều trái Lisa mình ăn vô nó lạnh nhách à. Đúng rồi.
Ngọt ha, ngọt mà dai ha. Đúng rồi, ăn ok quá. Mà sao ăn cầu giờ ăn trái nào cũng ngon chứ ta? Hả, tại cuối mùa. Ngon quá. Ngon thiệt anh Tân ha. Rất là ngon. Quá đã rồi. Ngon ơi là ngon. Ăn bán cầu còn hơn ăn tôm hùm với lại thơm hào hải vị. Ăn tôm hùm riết là nó thường ngán, rồi. Si phú rồi riết anh ngán rồi lâu lâu. Không. Bây giờ anh ăn được bao nhiêu lần mãng cầu này, chừng một hai tuần nữa là anh hết ăn rồi. Bởi vì mình để dành lại, mình nếu mà chín mình để đông trong như anh nói để đông đá mình ăn ha. Ngon quá nè. Ngon anh Thức ha. Anh ăn tiếp đi. Thôi. Ăn tiếp đi. Ăn ngon quá. Anh ăn ngon được, anh cứ ăn. Ngon. Không mà công nhận hai trái này ngon thiệt á. Quá ngon. Tôi chừa lại cũng còn mấy trái, có trái út hai nè, anh muốn review luôn không? Ngon. Ngon. Cái này. Quá đã luôn. Cái này là Lisa Ray. Hả anh Tân? Dạ. Lisa Ray hả Lisa? Lisa Ray. À. Còn đây là Jim Nona. Ok. Dạ. Quá hấp dẫn. Đã ha. Bắt quá. Nè tôi đây là những cái cây anh Hải có, anh Hải muốn bán lại nha các bạn. Anh Hải có hỏi Gubi Đài Loan không hạt, bưởi da xanh với lại nhãn, mà nhãn nhãn Hawaii cây to nha các bạn, cây gốc rất là to luôn. Đây nó đang gà lá non với gà bông nha các bạn. Tốt quá ha, mà gốc to dễ sợ luôn nha anh Tấn ha. Bưởi da xanh, mặn tâm hoa, mặn xanh đường, với lại anh còn hai cây chanh thái nè. Đúng rồi, hai cây chanh thái. Ok anh Hải, thì mấy cây chanh thái này anh bán nhiêu cây vậy? Thì hai chanh thái này là mình bán 70 đồng một cây anh Tấn. 70 đồng một cây, đang có hoa này nhớ bà. Giờ mùa này nó đang nở, nó nở hoa nở nụ nè anh Tấn không? Rồi 70 đồng một cây ha. 70 đồng một cây, nó đang cũng ra chồi non rồi nè, thấy không, hoa đó bà. Thì anh Hải bán 70 đồng cây nha. Thì cây có lá đã sẵn nha bà. Các bạn về các bạn ăn lá rồi xong xuôi nó mọc ra lá mới à. Nó mọc ra tược mới. Còn ổi Ruby Đài Loan này sao nè? Ổi Ruby Đài Loan này là mình có cây cũng lớn mấy cây. Thì cây bây giờ nó mọc mầm, nó ra chồi mùa này là nó đâm qua nảy nở ra chồi nè, thấy không? Dạ. Mấy chồi non nè, thấy không? Đang chuẩn bị ra hoa. Đang chuẩn bị ra hoa. Thì ok, nãy thì mấy cái ổi Gubi Đài Loan không hạt này anh bán giá sao hả? Ờ, hai cái một cây mình bán 120 anh Tấn. 120 ha. Nhìn gốc dáng nó đẹp quá anh Tấn ha, giờ nó ra mầm non quá trời nè, ra bông nè anh Tấn thấy không? Dạ. Yeah. Gốc cũng to to. Gốc cũng to, chậu 15 gallon. Ổi Gubi Đài Loan ngon lắm. Ngon, ngon, rất là ngon. Ngon ha. Luôn. Với lại mấy cây gì á dễ cho trái lắm nha. Đúng rồi. Cây gì nè, thân nó bự bự nè. Nó cũng dễ cho trái nha. Thì anh không có nhiều, anh chỉ có hai cây Ruby Đài Loan. Chỉ có hai cây Ruby Đài Loan thôi. Cây 120 ha. Cây 120 anh Tấn. Dạ. Còn rồi này là bưởi da xanh. Bưởi da xanh anh bán làm sao? Thì còn hai cây, bữa hổm lấy 6 cây mà bán 4 cây, bây giờ còn hai cây. Dạ. Thì 150 đồng một cây. Cây ha. À hả. Mà lá xanh tốt đẹp dễ sao anh Tấn không? Đúng rồi. Bây giờ cái mùa này mùa của nó. Đúng rồi. Ấm áp lên chút là nó bung dưới. Rồi thằng này là nhãn Hawaii đang có bông, đang có bông lại cái trời, cái gốc nó bự dễ sợ mình Tấn. Yeah. Nó bự bằng cái cổ tay tôi luôn á ha. Đúng rồi. Cái này đúng rồi. Quá bự. Đúng rồi. Cái này anh để giá bao nhiêu? Cái này là 200 đồng anh Tấn. 200 ha. Dạ. 200 cây rất là to nha. Quá to. Cái này mình về mình sang chậu hoặc là trồng xuống đất được nha các bạn. Cái này là phải về sang chậu lớn anh Tấn này, tại cái chậu này. Yeah. Cái chậu này hơi nhỏ với cái cây này, đúng không anh Tấn? Đúng rồi. Cái này sang chậu hoặc là trồng xuống đất. Mấy gốc bự dễ sợ ha. Mà mấy cây này trồng đất nó mau phát lắm. Nó to. Mà anh thấy nó tốt không? Đâm chồi nè, có bông đồ nữa nè. Yeah. Quá bự ha anh Tấn ha, cái này. Yeah. Tốt dễ sợ ha. Anh có mấy cây này? Cây này ha là mình có hai cây. Cũng hai cây luôn ha. Tại mình lấy mỗi cứ hai cây thử đi, mình về mình bán vậy thôi. Anh cũng có hai cây này, mỗi cây nhiêu anh thôi? Thì 200 đồng một cây anh Tấn. 200 đồng cây nhãn Hawaii. Nhãn Hawaii. Cây rất là to luôn. Cây to và tàn tán đẹp, khỏe mạnh nha. Thì cô chú anh chị có nhu cầu thì cứ gọi anh Hải nha, số phone
của anh Hải mình để trên màn ảnh nha các bạn. Mấy cây này thì các bạn có thể xuống đất hoặc là sang chậu bự, tại vì nó bự hết rồi. Còn đây là bưởi da xanh cũng 150 luôn ha anh ơi. Bưởi da xanh thì 150 một cây anh Tấn. Okay. Rồi đây là mặn mặn xanh tam hoa. Mặn tam hoa ha. Mặn tam hoa. Mặn tam hoa, mặn Việt Nam trái cũng to to bự bự ha. Dạ. Anh bán cây này bao nhiêu cây? Cây này thì chắc là 120 luôn ha. Một cây. Dạ. Rồi mặn này là mặn đường. Mặn xanh đường. Mặn xanh đường. Xanh đường, da cũng ra đọt non quá. Quá quá đẹp ha anh Tấn ha, tàn tán nó quá đẹp ha, đọt non quá nhiều nè anh thấy không? Dạ. Mặn thì xanh đường này cũng là một loại mặn ngon. À, thì cây cũng cao cao to to nha các bạn. À, thấy không? Cao to. Thì thì giá này cũng là 120 luôn đi anh Tấn. 120 luôn ha. Uh-huh. 120 cho cây mặn xanh đường này luôn nha các bạn. Chứ tâm qua. Xanh đường và tâm qua 120 hết. Ủa mình còn gì nữa không? Thì chỉ là bao nhiêu vậy thôi. Chỉ là bỏ mấy cây bán chơi cho vui thôi. Dạ thì nếu mà cô chú anh chị nào có nhu cầu thì gọi cho Hải. Dạ. Ok thì anh Hải chỉ có mớ cây đó bán nha các bạn. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu thì cứ gọi anh Hải. Với lại anh còn ba chục phao mãn cầu. Ba chục phao mãn cầu. Do thái xanh rất là ngon nha, của ở nhà anh Hùng. Dạ. Đó, mình thì mình cũng cảm ơn anh Hùng, ảnh ra ảnh hái từ trái cho mình luôn á anh Tấn. Dạ. Nó anh lựa từ trái nè, mà mãn cầu của anh ngon thiệt. Dạ. Rất là ngon. Chắc là cuối mùa rồi thì mình rất là tự tin bán mấy trái mãn cầu này cho đó, mình chỉ có 30 phao thôi. 30 phao. Dạ. Thì một phao 15 đồng ha. Một phao tới pick up 15 đồng, dạ. Gửi đi xuyên bang 18 đồng. Dạ, ok rồi, cảm ơn Hải nhiều ha. Dạ, cảm ơn anh Tấn nhiều nha. Rồi, bye bye anh. Dạ. Rồi tới đây hết mưa rồi nha bạn.